Tối nay, Bộ Y tế công bố thêm 11 bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 134, trong đó 17 trường hợp đã điều trị khỏi. Trong số các ca mới được phát hiện thì có đến 4 trường hợp liên quan đến quán Ba Buddha ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, một bệnh nhân ở Tân Phong, Lai Châu. Trong tháng 3, có đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị, còn lại là du học sinh và du khách. Còn trên toàn thế giới, tính đến 7 giờ tối nay, đã có 196 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc COVID-19. Tổng số ca nhiễm là hơn 380.000 ca, hơn 16.500 người đã tử vong vì dịch bệnh này. Hiện các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đang được điều trị cách ly tại 15 cơ sở y tế trên cả nước, đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có 14 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần. Riêng 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực. Cả 3 bệnh nhân này đều đang thở máy, lọc máu, ECMO tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bộ Y tế cũng đã thành lập tổ hội chẩn chuyên môn gồm 30 chuyên gia đầu ngành để sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn đối với các ca bệnh nặng. Ngoài ra có 2 trường hợp bệnh nhân khác đang được hỗ trợ thở oxy. Khi dịch bệnh COVID-19 lan tràn khắp thế giới thì nhiều nước đã ban hành các chính sách hạn chế đi lại. Các chuyến bay trong khu vực và hàng loạt chuyến bay giữa các nước bị hạn chế hoặc hủy bỏ, khiến nhiều công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại một số sân bay trong quá trình di chuyển về nước. Đại sứ quán Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các địa điểm này đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân. Tại Singapore, Đại sứ quán Việt Nam đã hỗ trợ thành công 37 công dân Việt Nam bị mắc kẹt khi quá cảnh tại sân bay Changi do hãng hàng không Singapore Airlines hủy chuyến không báo trước. Phần lớn các công dân là học sinh, sinh viên từ Philippines, Malaysia, Mỹ, New Zealand, Hà Lan và Thụy Sĩ trở về nước. Toàn bộ đã được máy bay Singapore Airlines số hiệu SQ-176 đưa về Hà Nội vào 9 giờ sáng nay. Cùng lúc, nhóm 40 người Việt Nam mắc kẹt tại sân bay Dallas, bang Texas, Mỹ do chuyến bay về Việt Nam quá cảnh sân bay Narita, Nhật Bản bị hủy bỏ. Gần 30 thành viên trong nhóm này đã đổi được vé và đã về Việt Nam qua sân bay San Francisco, Mỹ và Hồng Kông, Trung Quốc. Hiện còn lại 13 sinh viên trong nhóm này và một số em khác tới sau. Tổng số khoảng 20 người vẫn bị kẹt lại tại sân bay San Francisco. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã cử cán bộ ra sân bay, trực tiếp động viên tinh thần, hỗ trợ đưa các em về chỗ ở tạm an toàn và tiếp tục giúp tìm chuyến bay để về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Trong những ngày qua, hai chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay Osaka và Tokyo đã hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đưa 412 công dân là người Việt Nam từ Nhật Bản trở về nước. Tại sân bay Cam Ranh, các công dân trên hai chuyến bay này được di chuyển theo luồng riêng, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Bước đầu sàng lọc có 14 người được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Số còn lại được cách ly tập trung 14 ngày tại các cơ sở khác. Các công dân trở về từ Nhật Bản chủ yếu là du học sinh và công nhân xuất khẩu lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, vừa có yêu cầu người dân không tụ tập đông người, không đến các nơi thờ tự, không tổ chức ăn uống tiệc tùng, đề nghị các quán bia hơi, các trung tâm tập luyện thể thao hạn chế thấp nhất hoặc tạm ngừng hoạt động trong thời gian này để ủng hộ thành phố trong giai đoạn quan trọng phòng chống dịch tại cộng đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 18 giờ ngày hôm nay cũng đã tạm dừng hoạt động các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán bar, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, công suất phục vụ 30 người trở lên, câu lạc bộ bi-a, phòng tập thể hình, cơ sở dịch vụ làm đẹp trên địa bàn. Quy định này có hiệu lực đến hết tháng 3. Sau khi truyền thông có những phản ánh về tình trạng người dân tiếp tế lộn xộn tại khu vực cách ly ở ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo rà soát và không được để tái diễn tình trạng trên, bởi việc tụ tập đông người có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Đến nay, tình trạng này đã được cải thiện. So với ngày hôm qua thì từ đầu giờ chiều nay tình trạng người dân tụ tập tiếp tế đồ cho những người thân đang được cách ly tại khu A ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thuyên giảm một cách rõ rệt. Tại đây không còn tình trạng mọi người chen chúc lộn xộn, xe cộ tấp nập. Một trong những giải pháp đã được khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề ra đó là thông báo không tiếp nhận đồ tiếp tế của người dân nữa. Tuy nhiên là thông báo này chỉ mới đưa ra trong buổi sáng nay cho nên là nhiều người dân vẫn chưa biết. Vì thế mà việc tụ tập như thế này vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Tôi cũng biết là mang tới là ở đây không nhận đồ á, nhưng mà bây giờ tôi tới đây tôi mới biết. Nhưng mà tôi thấy là cái điều này là điều tốt, tại vì mang tới đây nhiều á thì là nó đông á, thì càng lây nhiễm bệnh nhiều hơn á. Không nhất thiết là phải mang đồ ăn thức uống nhiều quá, vì trong này cũng có đầy đủ rồi.
chỉ có mang ví dụ như là quần áo hoặc là thuốc thang những gì cần thiết nhất thôi. Ngoài việc thông báo không tiếp nhận đồ của người dân đưa vào khu cách ly, quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cũng cho tăng cường lực lượng công an, cảnh sát giao thông và dân quân tự vệ chốt trực 24/24 để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này. Lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương cũng được tăng cường 3 đội hình, mỗi đội hình khoảng 40 bạn, kết hợp với 2 xe phát thanh thực hiện công tác vận động, tuyên truyền người dân không gửi thực phẩm tại các cửa ra vào khu cách ly, trừ một số trường hợp đặc biệt. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn, nhu yếu phẩm cho những người được cách ly trong suốt thời gian cách ly. Do đó, việc tụ tập tiếp tế đồ dùng như thế này chỉ làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện nay. Những người cách ly tập trung sau khi có kết quả âm tính 2 lần có được về nhà để tự cách ly hay không? Đây là một trong nhiều câu hỏi mà khán giả đặt ra cho các chuyên gia thông qua trang fanpage của Thời sự VTV. Tất cả sẽ được ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội giải đáp ngay sau đây. Con tôi hiện đang cách ly tập trung, xét nghiệm lần 1 âm tính. Tôi muốn xin xét nghiệm lần 2 sớm và nếu kết quả âm tính thì tôi muốn xin cách ly tại nhà có được không? Thành phố cũng đã có chủ trương với một số những trường hợp nếu khi mà xét nghiệm âm tính thì có thể chuyển cách ly tập trung về cách ly tại nhà. Tuy nhiên là nó phải phụ thuộc vào cái tình hình thực tiễn. Khi mà cái khu cách ly tập trung nó quá đông thì lúc đó sẽ chuyển cái đối tượng về cách ly tại nhà và giám sát chặt chẽ của y tế. Còn hiện nay thì tất cả các cái khu cách ly tập trung vẫn đang đủ sức chứa để có thể tập cách ly tất cả các trường hợp đang nhập cảnh về Việt Nam. Hiện đã có quy định cách ly tại khách sạn ở Hà Nội và các địa phương khác hay chưa? Cái việc mà cách ly tự nguyện tại khách sạn hiện nay thì mới chỉ thực hiện với các cái đối tượng có hộ chiếu ngoại giao cũng như là người nước ngoài có hộ chiếu ngoại giao. Còn đối với người Việt Nam thì vẫn cách ly tập tại các khu cách ly tập trung miễn phí của thành phố. Khả năng lây chéo tại các khu cách ly và làm thế nào để phòng tránh được tình trạng này? Tất cả các đối tượng mà cách ly, kể cả cách ly trong bệnh viện hay là cách ly ở khu tập trung thì điều đầu tiên số 1 là luôn luôn phải sử dụng khẩu trang. Thứ hai nữa là không đi lại ra khỏi phòng cách ly. Thứ ba nữa là cũng không hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc giữa người nọ với người này với người kia. Còn khi tiếp xúc thì cũng phải giữ khoảng cách tối thiểu là 1 đến 2 mét. Chất thải, rác thải của đối tượng cách ly cũng sẽ phải được xử lý theo đúng cái nguyên tắc là chất thải lây nhiễm y tế để làm sao mà cái nguồn lây nhiễm từ các đối tượng cách ly này nó cũng không bị phát tán ra môi trường bên ngoài. Hà Nội có đủ khả năng xét nghiệm khi số người từ nước ngoài về Việt Nam rất đông hay không? Với cái lượng máy hiện nay thì chạy liên tục 24/24 thì chúng tôi có thể đáp ứng được từ 1.500 cho đến 2.000 mẫu trong một ngày. Tuy nhiên thì cái điều này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái kit xét nghiệm. Nếu như mà cái kit hiện nay chúng ta vẫn phải nhập khẩu, cho nên nếu như mà kit mà không đủ thì toàn bộ cái dây chuyền đó nó sẽ phải dừng. Bộ Thông tin Truyền thông sẽ chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các hoạt động hỗ trợ dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình trong thời điểm dịch bệnh. Đây là thông tin được khẳng định trong cuộc làm việc giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông vào chiều nay. Các nhà mạng sẽ miễn phí dịch vụ Internet cho các trường trong mùa dịch COVID-19, chỉ đạo thêm các đài phát thanh truyền hình địa phương tham gia phát sóng dạy học trên truyền hình, tăng thời lượng cũng như chia sẻ nội dung, tiếp sóng các bài giảng qua các kênh truyền hình. Trước thực trạng nhiều trường đại học quá tải về hạ tầng công nghệ thông tin khi đào tạo trực tuyến cho số lượng lớn sinh viên, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng hỗ trợ miễn phí hạ tầng công nghệ thông tin cho các trường đại học trong giai đoạn này. Các nội dung đã thống nhất sẽ sớm được hai bộ ký kết và chính thức triển khai. Người dân có thể mang các loại rác thải nhựa thông thường phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày đến các điểm quy định để đổi lấy các sản phẩm có tác dụng phòng chống dịch COVID-19. Đây là cách làm của Đoàn Thanh niên huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cũng như ý thức của người dân trong việc đối phó với dịch bệnh. Chợ trung tâm thị trấn Núi Thành. Khác với ngày thường, hôm nay khi đi chợ, bà Phạm Thị Hiền còn mang theo một túi ni lông đựng các loại vỏ chai, lon, giấy vụn. Tại đây, bà có thể tùy ý lựa chọn và đổi lấy các loại dung dịch sát khuẩn khô, nước rửa tay, khẩu trang hoặc các loại xà phòng có tác dụng diệt khuẩn. Chắc là lấy và cần với người dân đang việc chống dịch. Trong mùa dịch này thì việc khẩu trang và nước rửa tay thì đang rất là hiếm, nên là chúng ta cần phải có những buổi như thế này để phát cho người dân.
Sau khi thu đổi, số rác nhựa sẽ được đoàn viên phân loại và mang đi bán để lấy kinh phí mua nguyên liệu may khẩu trang, cũng như các sản phẩm chống dịch để tiếp tục quay vòng phát đổi cho người dân. Có thể nói đây là một cách làm hay, thiết thực và kịp thời trong tình hình đại dịch COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Điều này giúp góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho mỗi nhà cũng như cho từng người dân. Qua cái phát động thì chúng tôi thấy là người dân hưởng rất là tích cực. Thì họ hiểu rằng là chúng tôi không cấp phát miễn phí mà gọi như có sự trao đổi để từ cái nguồn lực mà đã thu đổi được á, thì chúng tôi vừa giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Chỉ sau 2 ngày phát động, chương trình đổi rác thải lấy sản phẩm phòng chống dịch bệnh đã được người dân địa phương hưởng ứng rộng rãi. Theo đó, đã có hơn 1.000 khẩu trang và các sản phẩm dung dịch sát khuẩn các loại được trao đổi tận tay cho người dân trên địa bàn huyện Núi Thành. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cũng đã có những ghi nhận ban đầu về việc làm ý nghĩa của đoàn thanh niên huyện Núi Thành, đồng thời nhấn mạnh việc này sẽ được phát huy nhiều hơn trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa ý thức và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh của người dân cũng như cả hệ thống chính trị.